Hello và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta không có một cái video hướng dẫn Minecraft Big Summon nào hết, mà hôm nay mình sẽ làm một cái video phổ cập kiến thức cho mọi người về sự khác biệt giữa cái việc tải mod bên ngoài và tải mod thẳng ở trong tờ launcher. Ok, thì thứ nhất mà chúng ta sẽ đi qua mấy cái mod bên tờ launcher thì đánh giá chung thì nó rất là tiện lợi. Đây mọi người, nó sẽ có những cái gói mod pack ở đây. Mọi người chỉ cần mở tờ launcher lên, nhấn vào cái tờ mod này và chúng ta sẽ có những cái gói mod pack. Nếu các bạn muốn tải những mod riêng lẻ thì các bạn có thể tải bên này. Tuy nhiên thì những cái gói này là gói của người khác đăng lên, và cái việc các bạn tải được phiên bản mới nhất hay không là tùy vào cái người đó họ có đăng lên hay chưa. Chứ vì vậy nên nhiều khi là một số mod nó đã cập nhật lên phiên bản cao hơn rồi nhưng mà trong tờ launcher vẫn chưa có, thì lúc đó anh em có thể tải mod bên ngoài. Cái việc đó thì có lẽ là ai cũng biết rồi, cho nên bây giờ mình sẽ nói về cái sự khác biệt thật sự khi mà tải mod trên tờ launcher với lại tải mod ở trên bên ngoài chứ. Thì khác biệt ở đây là gì? Đó là khi các bạn mà nhấn đây là cái phần trăm app data phần trăm chấm Minecraft đây. Thông thường đây là cái menu rất là quen thuộc của mấy bạn tải mod đúng không? Thì khi mà các bạn tải mod bên ngoài, các bạn sẽ cần phải tạo ra một cái thư mục mod ở đây. Mod đó. Rồi các bạn vào, rồi các bạn thả những cái mod mà các bạn cần vào đây. Còn khi các bạn tải ở trên tờ launcher á, nó sẽ không có hiện, nó sẽ không có vào đây. Như các bạn có tìm tới già trong đây nó cũng không có, mà nó sẽ ở trong cái chỗ khác, nó là ở. Thì thay vì nó nằm trong mod này thì nó sẽ được lưu vào trong cái version đây. Khi mà tải mod trên tờ launcher, tức là những cái trên này nè, này những cái kiểu này, thì nó sẽ được lưu, thay vì nó lưu vào mod, nó sẽ lưu vào phần version, và nó sẽ chia ra nhiều phiên bản khác nhau. Ví dụ như ở đây mình có cái crazy crab là mod crazy crab, mod from the frog, mod one block, cái map one block đó. Thì chính vì vậy nên là các bạn chơi trên tờ launcher, mod trên tờ launcher á, các bạn có thể đổi phiên bản rất là nhanh, tại vì nó không chia ra thành theo mod giống như ở bên ngoài như này, mà nó là chia ra theo từng phiên bản đó. Nó giống như là 1.18, 1.19 gì đó, nó chia ra vậy nên đổi rất là nhanh. Và khi mà các bạn truy cập vào những cái file như này, ví dụ như ở đây là from the frog, thì nó sẽ hiện ra y chang cái bên kia, cái chấm Minecraft này đó, vô version rồi tìm cái phiên bản đó rồi vào file đấy, thì nó sẽ hiện ra y chang vậy. Và nó sẽ có cái mod đó, và đây chính là nơi mà nó trữ những cái mod của tờ launcher ở trong đây. Nó sẽ tự động tải và nó lưu vào trong version. Cho nên là nếu như mọi người mà tải những cái mod ở trong tờ launcher mà có những cái mod mà nó không tương thích hay là không đúng phiên bản mọi người muốn đó, thì mọi người có thể vào đây, mọi người có thể vào chấm Minecraft, xong rồi vào version, xong rồi vào đây đó, vào những cái mod đó, rồi vào mod, rồi thả những cái mod ở bên ngoài vào thì nó sẽ chạy như bình thường. Không biết tôi nói vậy anh em có hiểu hay không, tại tôi sợ tôi nói hơi lòng vòng. Thêm một cái nữa là khi mọi người tải mod ở trên tờ launcher, thì để vào mod trên tờ launcher mọi người sẽ cần phải chọn đúng cái phiên bản của cái mod đó. Ví dụ như là tôi có mod from the fog đâu nhỉ, à không, ví dụ như có one block đi, thì tôi phải chọn đúng cái one block này. Và ví dụ hoặc là crazy grass thì tôi phải chọn đúng cái crazy grass. Còn nếu mọi người chọn cái tải mod ở bên ngoài á, thì tùy vào cái mod của mọi người. Ví dụ như là ở đây cái chấm Minecraft này tôi nếu có mod gì hết, nhưng ví dụ như tôi tải một cái mod gì đó phiên bản 1.12.2 thì mọi người sẽ cần phải vào cái fork 1.12.2. Ủa rồi, thì mọi người sẽ cần phải vào cái fork 1.12.2 hoặc là fork Optify 1.12.2 thì nó sẽ chạy được cái mod đó. Còn trong trường hợp mà mọi người tải mod 1.12.2 nhưng mà mọi người chạy cái bản fork 1.16.5 thì nó sẽ bị lỗi. Và cái những cái như là resource patch map hay là shader patch nó cũng tương tự với lại cái mod, thì nó cũng tương tự với cái mod. Là ví dụ mọi người muốn tải một cái shader ở trong cái phiên bản, ví dụ như là mọi người tải một cái mod nào đó ở trên mod patch nào đó ở trên đây, ví dụ như là class hay là big summon gì đó đi, thì nó sẽ đưa vào một cái version riêng rồi đúng không? Mà cái đó mọi người hiểu rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ muốn tải về cái shader vô cái version đó, mọi người sẽ chọn ví dụ như là tôi muốn tải shader vào cái from the fork, thì bây giờ tôi đang chọn cái phần from the fork này, rồi mọi người vào cái shader pack, nó sẽ hiện ra những cái shader pack mà ở trong cái version đó đang có, thì mọi người có thể tải thêm ở trong đây, hoặc là mọi người có thể làm theo thủ công là chúng ta sẽ vào cái đây chấm Minecraft này, làm từng bước cho mọi người coi luôn, chấm Minecraft. Rồi nhấn vô cái version, xong rồi tìm cái from the fork, xong trong đây nó sẽ có cái phần shader back. Rồi mọi người quăng cái shader bên ngoài vào đây,
là nó sẽ chạy được ở trong. Thì đó là trường hợp mà ví dụ trong cái đây nó không, trong đây nó không có cái shader mà anh em muốn đó, thì anh em làm giống vậy. Và những cái resource patch hay là map của nó cũng y chang vậy luôn. Tất cả những cái mà anh em tải ở trên cái bản tờ launcher này á, nó sẽ đều đưa vô cái version đó, cái version này. Và cái version này anh em có thể lựa ở trên đây. Đó, anh em có thể lựa ở trên đây. Khi mà anh em tải một cái modpack gì đó, nó sẽ hiện ra một cái modpack ở trên đây, rồi anh em sẽ chọn nó. Rồi mọi người có thể tải cái bất cứ cái gì mọi người thích bật trên đây theo cái này, hoặc là mọi người có thể lôi bên ngoài vô. Ok, và đó là video phổ cập kiến thức của tôi. Thì nếu các bạn có câu hỏi gì, các bạn có thể đặt ở dưới, tại vì tôi không chắc là tôi có thể giải đáp hết thắc mắc của bạn trong một video không. Nên là nhiều khi các bạn có thắc mắc gì đó, các bạn cứ comment bên dưới rồi tôi biết thì tôi trả lời, không biết thì tôi bỏ vậy thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác.